Xin chào mọi người, hôm nay quay kỹ video đàn cọc để cho mọi người ngắm. Hôm nay sẽ quay kỹ từng con để mọi người cùng ngắm và chọn cún. Toàn siêu phẩm thôi, cả cọc và Bắc Hà trắng. Toàn siêu phẩm, quá đẹp. Bắc Hà trắng và cọc thì cọc vàng. Đây. Có con to con bé nó là nhiều đàn. Quá đẹp luôn. Bây giờ là sẽ quay từng con một để cho mọi người chọn. Từ những con bé trước. Ok. Đầu tiên là một em đực. Đây nó đã mới bú mẹ xong nên là nó no. Con này thì ăn rồi nhưng mà nó vẫn bú mẹ, mẹ vẫn cho bú. À, để cho mọi người nhìn. Một em đực. Em này là con của cáo. À, quay mặt về kia. Con đực này là con của con cáo. Với lại đồng thời nó là cháu ngoại của con sẹo. Quá xinh luôn. Đây là em đực đầu tiên. Đực nha. Móng chân đen. Quá đẹp luôn. Cho một em đực. Đuôi là cọc tịt. Đuôi cọc tịt và cái lông như cái lông của con này là mọi người sẽ thấy nó có cái vàng, nó có một cái độ có một cái độ gọi là độ rực. Con này là lớn lên là nó sẽ là kiểu vàng cháy như là con cáo, như là con bố. Đó. Đẹp tuyệt vời luôn, con đực đầu tiên. Con của cáo. Rồi, tìm tiếp cái con cùng đàn của cáo. Đâu rồi? Rồi em xong rồi, em xuống đây nào. Bước dẫm chân vào đây rồi không ra được à? Hì. Cùng đàn với con kia. Đúng rồi. Chính xác. Em thứ hai cũng là một em đực. Vừa mới nghịch nước này, chân đang ướt. Cũng cọc tịt. Đuôi cọc tịt nhá. Cũng là con của cáo, cùng đàn với con vừa rồi. Hai con cùng đàn. Con của cáo thì dễ nhận ra là cái màu lông của nó, nó có một cái độ ánh, nó có một cái độ rực ở cái màu lông. Và lớn lên thì chắc chắn là đây, cái khung người của nó đây. Lớn lên thì chắc chắn là cái con chó nó sẽ rất, cái lông của nó sẽ rất là rực. Đây để mọi người nhìn cái khung người này, cọc tịt nha. Cọc tịt. Gọi là xinh tuyệt vời đấy. À, quay lại đây nè. Để nhìn cái mặt nó đang đần thối ra sao. Vì sao? Vì vừa rồi nó nghịch nước thỏ chân vào trong bát nước à. Đang, chân đang ướt. Rồi. Mặt đang đần thối ra đây. Đó, đẹp tuyệt vời, tai bắt đầu bênh bênh rồi. Nhưng con này thì tai bênh sớm. Rồi, thằng Bắc Hà tí nữa. Đây là em đực số 2, con của cáo. Rồi. Được. Bọn này thì răng lợi thì không phải nghĩ luôn. Gọi là cực kỳ nét luôn. Em đực số 2. Đây trong miệng đây. Nào há miệng ra nào. Rồi. Lưỡi là đốm một tí thôi. Quá đẹp luôn. Con của cáo. Nghịch nước ướt hết cả chân rồi. Thôi được rồi, đi xuống. Đấy, ra chạy với chúng nó đi. À, cùng cái đàn vừa rồi. Thì đây là con cái số 1. Con của cáo. Nó cùng đàn với lại hai con đực vừa rồi. Đực 1 và đực 2. Đấy. Người sẽ thấy là cái đặc điểm chung của cái đàn này, con của cáo này là
cái chất lông của nó có cái độ cháy, nó có cái độ cháy của cái chất lông từ bé luôn. Vì là cái đàn này là con cáo thì cái chất lông của nó đã cháy rồi, nhưng cái con mẹ của đàn này là một cái con lông nó cháy. Thì như đàn này là có một em cái này thì là em mũi nâu, em mẹ thì mũi đen nhưng mà con thì mũi nâu, con mũi nâu giống giống bà ngoại. Con bà ngoại của con này là con lồi. Mọi người mà xem video thì mọi người sẽ biết con lồi. Đó. Mặt rất là xinh luôn. Cực kỳ xinh luôn đấy. À, quay mặt về đây. Đây. Đây là con cái nha. Rồi. Đứng ở chỗ này nó bị ướt rồi. Cái số 1 con của cáo. Đây. Xinh khỏi nghĩ luôn. Răng lợi thì khỏi nghĩ luôn. Đẹp hết ý. Nào, há miệng anh xem nào. Chấm một tí thôi. Đấy. Cái 1. Rồi. Ok. Cùng cái đàn này thì còn em đực này nữa. Đàn này là 4 con. Em đực này gọi là em đực số 3. Màu lông màu lông là đây nó gọi là đen tứ mục. 4 mắt, đen 4 mắt. Đây. 4 mắt này, 2 chấm và 2 mắt đây. Mặt rất đẹp luôn. Tai bắt đầu bênh. Đây. Đây này em được số 3 nhá. Em được số 3. Đó. Đứng lên nhìn khung gọng, khung gọng đàn này thì con nào khung nó cũng đẹp. Đây là con của cáo. Rồi. Đứng đây. Rồi. Đấy, để nhìn cái khung người của nó. Đó. Khung rất đẹp. Đây này em được số 3. Ok. Tiếp theo là đến đàn con của sứt. Cháu đàn này là đây là con của con cáo. Và con mẹ là cháu ngoại của con sẹo. Con mẹ là cháu ngoại của sẹo với lồi. Đàn này là con của cáo và cháu ngoại của sẹo với lồi. Ok. Tiếp. À đây. Nhắc đến nó là nó có mặt ở đây luôn rồi. Đàn vừa rồi là ba em đực rồi. Đây này em đực số 4. Đây là đàn con của con sứt. Con sứt là con của con sẹo. Tức là đàn này là đàn cháu nội của con sẹo. Và con mẹ là một con cái bản. Cái bản màu vàng. Đàn này thì cái khung này, nhìn cái khung này. Cái khung người của đàn này là cái khung người dáng là sẽ về sau là sẽ dáng theo kiểu con sẹo. Đây đây nó đứng tự nhiên nhá. Cái khung chân đằng sau của nó này. Tuyệt vời luôn. Và nhìn cái dáng của con chó là về sau nó sẽ cao chó. Đây là em đực số 4. Em đực số 4. Mặt thì đẹp tuyệt vời luôn. Con nào mặt cũng đẹp tuyệt vời luôn. Đó. Không phải là chó mình nuôi mà mình khen. Nhưng mà phải nói là cái dàn chó lần này nó ra toàn tuyệt phẩm. Toàn là tuyệt phẩm thôi. Và con chó nó rất là dạn. Cái thần kinh của chúng nó rất tốt đó. Mọi người thấy không? Bế lên trên bàn đó. Nó vẫn liếm láp chủ các thứ này kia. Vừa rồi là có hai con đầu tiên là nó nghịch nước. Chân nó ướt này. Thành ra nó đứng nó cứ rón rén. Chứ còn bình thường là bọn này nó dạn lắm. Nó từ bé luôn và nó quấn chủ đó. Đây này em được số 4. Cháu nội của sẹo. Mẹ là con chó bản. Rồi. Tai cũng bắt đầu có độ bênh. Quá đẹp luôn. Đó. Rồi tiếp vơ một con đàn đấy. À đây đây có một con ở ngay chân đây rồi. Rồi đây này em được số 4 này. Sao con này cũng ướt thế này. Con này cũng nghịch nước à.
Đây này, em số 5 này xem là được hai cái, em được số 5. Cùng đàn vừa rồi. Con sứt cháu sẹo. Mẹ là con chó bản. Con mẹ nó cũng đẹp. Đây, nhìn cái đứng cái khung hình của nó này. Con này chân nó ướt, nó thò chân vào bát nước. Thò chân vào bát nước, chân nó ướt là nó đứng nó có rón rén. Rồi đứng xuống đi. Đứng nó ướt nó cứ rón rén đó. Mọi người nhìn cái khung người của con chó. Nhìn nó khung người nó gọi là hoàn hảo luôn. Đẹp tuyệt vời luôn, khung người là khung của sẹo. Đó. Mặt này. Nhìn mặt mũi này. Đó. Phải nói là tuyệt vời luôn. Một gian con nào cũng đẹp. Cọc tịt. Mấy con đều cọc tịt luôn. Đây là con đực thứ hai của cái đàn này, là con đực số 5. Cái là coi như mới có một con thôi. Đây là con đực số 5. Đực số 4 và đực số 5 thì là cháu nội của con sẹo. Mẹ là con chó bản. Con mẹ thì nó chưa đi chứng nhận giống đâu. Con sẹo thì chứng nhận giống F0 rồi. Nhưng con mẹ thì chưa chứng nhận giống. Nhưng con mẹ mà đi chứng nhận giống thì sẽ đạt. Nhưng mà mình chưa cho đi. Một là chưa có thời gian, mà đến lúc có thời gian thì đăng ký chứng nhận giống thì nó hết suất rồi. Nó không còn nữa. Một cái đợt chứng nhận giống nó nhiều chó quá, nó không đủ. Mà ở Hà Nội thôi chứ ở đi vào trong thành phố Hồ Chí Minh để chứng nhận giống thì không có thời gian. Là một, cái thứ hai nó rất tốn kém. Thời gian nó cũng mất thời gian lắm. Đi xa. Nên là chỉ chứng nhận được ở Hà Nội được thôi. Đây là em được số 5. Ok. Đây, hai cái. Thế thì giữ hai con cái đấy. Đàn này là đàn này nó có 3 con đực. Thì đây là con đực. Con đực này là con đực số 5, là con đực thứ hai của đàn và là con đực số 5 vừa quay xong đây. Ok, bỏ nó xuống. Không là nó sẽ bị nhầm lẫn. Rồi để phân biệt em đực số 4. Nhắc luôn con đực kia đây, để cho 3 con luôn. Đây, 3 con này nó cùng một đàn. Thì để cho nó tránh cái sự nhầm lẫn, phân biệt. Thì ở đây, đây là em đực thứ 4 này. Vừa quay này, em đực thứ 5 này. Và đây là em đực thứ 6, là 3 em. Để mọi người nhìn cái mặt của chúng nó rất là giống nhau. Cái mặt nó rất là giống nhau. Cái móng chân nó cũng tất cả nó đều là móng chân đen. À. Quay cái mông của nó nha. Cái mông của nó cũng giống nhau luôn. À. Nó đều là cục tịt. Đó, mọi người thấy không? 3 con nó rất là giống nhau. 3 con này thì đây là số 4, số 5. Số 4, số 5 và số 6. 3 đực. Số 4, số 5 và số 6. À đây. Có cái mảng lông đệm, có cái khác một tí tẹo để phân biệt là cái mảng lông đệm, mảng lông mềm ở ngực. Thì cái con số 4 này là cái mảng trắng nó nhiều nhất. Con số 5 là thứ nhì. À, con số 6 là thứ nhì và con số 5 là thứ ba. Đó, thế thôi. Còn cái mặt của nó giống y chang nhau. Và nó đều rất là đẹp. Đó. Tuyệt vời luôn. Và con chó nó rất dạn chó. Nếu nó không dạn ấy, mà cho nó đứng lên bàn như thế này thì con chó nó sẽ co rúm ra. Nó không dám theo kiểu là tự nhiên theo kiểu này đâu. Như vậy là đến quay đến lúc này là đã có 6 con đực rồi. Để mọi người có thể chọn rồi. Toàn siêu phẩm này. Thứ 5 này. Thứ 6 này. Thứ 6 sau cùng này. Quay tí khung người này. Đó. Cháu của cháu nội của sẹo, con của sứt. Tai bênh. Kheo chân là tuyệt vời đấy. Kheo chân là đây nó đứng nó còn đang chưa gì chân sau. Chứ còn nó nâng chân sau lên là nó là tuyệt vời đấy. Mặt thì cực kỳ nét luôn. Rồi. Tự tin thần thái. Ok. Rồi, tiếp theo là hai con cái.
Rồi hai con cái thì quay luôn, hai con cái luôn. Hai con cái vừa rồi là mới có một con cái, đây là con cái thứ ba và con cái thứ tư. À, con cái đầu tiên là con của con cáo. Hai con cái thứ hai và thứ ba này là con, đây là con cái thứ hai, đây là con cái thứ ba. Để mọi người chọn thì mọi người sẽ dễ, mọi người chỉ cần bảo là cái con thứ mấy là ok, ở trong video là ok. Thì cái con thứ hai và con thứ ba này là cháu của con sẹo, con sứt cùng đàn với lại con đực vừa rồi. Và con mẹ nó là con chó bản, chưa chứng nhận giống. Đuôi của chúng nó thì đều là ở cái dạng cọc tịt, đều là cọc tịt, có một nhúm lông phun ra. Nó đều là cọc tịt đấy, nó chỉ có cái tí hạt gạo thôi. Khung người thì tuyệt vời đấy. À, rất dạng chó. Rồi quay về đằng kia. Khung người tuyệt vời, rất chó, rất dạng chó. À, con đầu con cái một đây là cái con mà nó vàng cháy mũi nâu. Con cái thứ hai là cái con cái thứ hai và thứ ba thì là đều là cái con cái mà vàng móng chân đen. Thì con thứ hai này là cái màu của nó bây giờ là nhìn thấy cái lông đệm của nó màu đen. Con này nó giống con mẹ. Là cái dải lưng của nó có tí, một cái tí lông theo kiểu là ánh đen. Còn nó là con chó màu vàng. Đây là con số 2. À, cái số 2 đây. Mặt mũi tuyệt vời luôn. Còn cái số 3 này thì nó sẽ là con vàng cháy. Vàng, mặt nạ đen. Mặt nạ nhá. Mặt nạ chứ không phải là nhọm hõm nha. Vì là cái mảng đen này của nó là mảng đen nó bố trí là nó bố trí mảng rộng. Chứ nó không phải là đen, nó chỉ có đen có một tí. Mà đây là nó là bố trí mảng rộng nguyên ở cái phần nguyên ở phần dưới mắt. Đó. Đều là cọc tịt. Hai con cái. Cái thứ ba, cái thứ hai và cái thứ ba. Rồi xong. Đó, quá đẹp luôn. Quay mặt về đằng kia. Để cho chủ chọn kìa. Đó. Rồi đi chơi đi. Nhảy xuống dưới chơi đi. Có cái nào nhảy xuống dưới không? Ừ. Ánh mắt rất là gọi là vô tội. Ngây thơ vô số tội. Nó cực kỳ dạn đấy. Đây là con chó như này nó cực kỳ dạn. Chứ nếu mà không những cái con nhát ấy mà bế nó lên theo kiểu như thế này mà để nó ở đây là có thể là nó đái ra đây luôn. Những con chó nhát là nó thế. Những con chó tính cách nó nhát, thần kinh nó nhát đấy. Ok, xuống đây. Em đực này không cần phải. Tiếp theo là đến em đực này. Vừa rồi là có 6 con đực rồi. 6 con đực thì con đây là con đực số 7. Con đực số 7 này là con của con cáo. Đã, phải đeo cho nó cái dây rồi. Đâu cái dây của anh đứa nào cầm tha đi đâu rồi? Tha mất cái dây của anh ấy đâu rồi? Tha mất cái dây của anh à? Được. Rồi, thế này được. Ok. Chơi đúng như đồng bào luôn. Rồi. Em đực thứ 7. Em đực thứ 7 này thì đã có chủ rồi. Con của cáo. Đây, cũng cọc tịt. Con của cáo cháu ngoại của sẹo. Con này là con mẹ của nó là con của con sẹo với con lõm. Sẹo với lõm là chứng nhận giống F0 rồi. Là con mẹ nếu bình thường con mẹ nó là F1 đấy, nhưng mà con mẹ nó đẻ trước khi con sẹo với con lõm đi chứng nhận giống, cho nên là nó nếu nó có chứng nhận giống thì nó chỉ là con F0 thôi, nhưng mà cái con mẹ của nó thì không, chưa cho đi chứng nhận giống. Rồi. Con nó ra tuyệt vời luôn. Tuyệt phẩm, con này nó mập quá. Siêu phẩm đấy. Chân đứng kiểu gì đấy? Chân đứng như kiểu là như kiểu hạ bàn đấy hả? Đứng bình thường ấy sẽ nào? Em được số 7 này thì có chủ rồi.
quay để cho mọi người ngắm thôi, chứ không quay nhiều. Đó. Đực thứ 7. Ok, tiếp theo. Rồi. Tiếp theo là con cái. Rồi, con này là con này là con của cáo. Cái này là cái thứ 4. Ba con cái rồi, đây là con cái thứ 4 này. Cái thứ 4 là cái vàng móng chân đen. À, có một tí thịt thò ra. Đây, đuôi đây. Đó. Con này chắc gọi là thỏ đấy. Đuôi thỏ. Đây, mặt mũi đây. Cái vàng móng chân đen. Em cái này là con của cáo và cháu của sẹo. Con cáo, cháu ngoại sẹo. Con của cáo, cháu ngoại của sẹo. Cháu ngoại của sẹo của cái con cùng đàn với lại con sẹo với con lồi. Đó. Đàn đấy có hai con cái thì giữ lại cả hai con. Con này thì nó đẻ được hai con cọc thì lót ổ mất một con, còn có một con. Đó, cái thứ 4 là vàng móng chân đen. Vàng móng chân đen, đây, móng chân đây. À, khoang miệng nào. Răng lợi thì bọn này thì ok lắm. Lưỡi đốm, đốm lưỡi. Nhưng mà cái vết đốm của nó theo kiểu đốm nhạt. Đây. À, há miệng anh xem. Hoàn á. Khung chân sau. Bọn này khung chân sau thì khỏi nghĩ luôn. Tất cả kheo chân sau của chúng nó đều cực kỳ tốt. Đây là con chó nó đang đứng hơi rúm người. Nếu nó đứng bình thường lên thì cái khung chân sau của nó là tuyệt vời, như là con bố với lại con ông của nó. Nó có cái gen giống của nó rồi, nó có cái gen. Rồi. Em cái thứ 4. Rồi. Ok, tiếp tục. Cho nó luôn đây. Còn đây là em cái thứ 5. Em cái thứ 5 thì em cái thứ 5 là cũng là con của cáo. Em cái thứ 5 thì có chủ rồi. Em cái thứ 5 này là có chủ cặp rồi. Về Ứng Hòa, Hà Nội. À, đây này, em cái thứ 5 cũng là vàng móng chân đen. Vàng móng chân đen nhé. Em này thì là con của con cáo với con lõm. Con lõm là cái con mà đã chứng nhận giống F0 rồi. Cáo thì chưa chứng nhận giống. Em này là cọc tịt. À, đuôi đấy. Kheo chân sau đó. Chân sau của chúng nó là đều là hoàn hảo luôn. Quá đỉnh luôn. À. Này, gãi bụng tí cho nó nâng cái chân lên. Đó, đây là dáng khi mà nó đứng này, dáng nó sẽ thế này. Nói chung là tuyệt vời. Và con chó nó cực kỳ là nó dạn chó. Đó, em này thì có chủ rồi. À, con của cáo với lại cáo với lõm. Lõm F0. Tiếp theo. Ok, chào em. Mặt dính gì đây? Ok, đứng dậy. Chạy ở đâu? Tiếp theo là em đực thứ 8. Em đực thứ 8 này thì là rồi, em đực thứ 8 này là con của con sôi. Con của sôi, sôi với hổ. Sôi là mọi người xem cái video của con sôi mà quay với con sẹo rồi đấy. Nhưng mà thả giống với con sẹo thì không được. Mà thả giống với lại con hổ thì được. Thả giống với con sẹo hai lần không được. Nó không hợp nhau thế nào ấy. Đó. Em này thì chất lông của em đấy là lông là có vẻ là lông hơi xù. Lông bông. Nào,
mà bố lông ngắn, mẹ lông ngắn mà con lại thấy lông bông như này thì à, lông bông này, nhưng mặt em này thì rất là đẹp, mặt đẹp luôn đấy. Em này là em được thứ 8. Tính cách của chúng nó thì phải nói là tuyệt vời luôn, không phải nghĩ luôn, khung gọng đấy, lên trên này mà nó tự nhiên như không, không biết sợ gì đâu. À, tuyệt vời luôn. À, con này thì cà là đều đủ cà hết, bây giờ là sờ được cà rồi. Vàng móng chân đen nhá, con này là vàng, đều là vàng móng chân đen, giống con mẹ. Con mẹ là con sôi là cũng vàng móng chân đen. Ok, đây này, em được thứ 8 rồi. Từ từ đã, để quay video một tí đã. Chân to như cột đình luôn đó. À, được thứ 8. Ui xò, ui xò, ui xò, ui xò. Đi đâu? Không đi đâu cả. Đứng yên đấy, đứng yên, đứng yên. Đó, được thứ 8 nha. Rồi, tiếp. Quay video một tí mà cho nó chui ở bên dưới, cho nó nằm, cho nó ngủ này. Góc này có thanh niên đang nằm đây ngủ này. Nằm lên cỏ ngủ rất sung sướng. Đây có thanh niên ngủ này. Đó. Tiếp theo là em được thứ 9. Em được thứ 9 này. Vừa này em được thứ 8, đây em được thứ 9, cũng cùng con của con sôi. Cùng con của con sôi với con hổ. Đây. Chơi băng nhắng tìm mãi mới thấy nó. Rồi. Em được thứ 9 này thì có cái chân sau nó có cái móng đeo. Móng đeo móng đơn. Chưa cắt. Nhưng em này thì cắt thì nó đơn giản thôi. Đây này. Đều là vàng móng chân đen. Vàng móng chân đen thì về sau mà vàng kiểu này về sau nó sẽ vàng cháy. Đây chân sau là nó có cái móng đeo đây. Đây. Móng đơn. À, để tiêm xong vaccine cho nó ổn định rồi sẽ bấm cái móng đơn của nó đi. À, còn nếu mà chủ bắt mà muốn giữ thì sẽ giữ lại. Vàng móng chân đen. Đây này em được số 9. Em được số 8 và em được số 9 là con của con sôi. Đó. Con của sôi và hổ. Bố vàng, mẹ vàng. Mẹ vàng móng đen, bố vàng móng trắng. Con da vàng móng đen. Rồi, em này em phỏn hình ra tai nó cứ nghếch về đằng sau. Ok. Xong, còn cọc còn hai con to đưa cầm ra đây. Ba con to. Ba con to. Ừ. Em được số 9. Cũng cọc tịt nhá, đuôi cũng cọc tịt. Vàng móng chân đen. Để nhìn kỹ cái mặt của nó đấy. Ừ. Mặt phấn quá. À, xem cái răng, xem cái miệng xem nào. Răng ôm khít, lưỡi đốm. Lưỡi đốm ở dưới lưỡi. Ok. Sôi là cái con em đi đón về đấy. À, con sôi là con là cái con em đi đón về bán ở bến xe Mỹ Đình về. Đúng rồi, không về để phòng khám một thời gian đấy. Em được thứ 10. Là một em màu khoang, bạch cẩu hoàng đầu, lưng có chấm vàng, đây. Trắng nha, toàn thân trắng nha. Tướng này là gọi là tướng đế vương đây, mà không biết là nó đế vương hay không thì không biết. Nhưng mà cái tướng chó này, bạch cẩu này, người trắng này, vàng đầu này, đây, đầu vàng kia. Thân bối nguyệt, lưng này có chấm vàng này, đây cái chấm vàng ở lưng của nó này. Để nó ngồi lại đây để cho nhìn đó, thấy không, tuyệt vời đấy. Giữa lưng
thân bối, có thể hiểu là thân là cái khoảng ở giữa và bối nó là cái lưng. Bối là lưng, nhưng với con chó có thể hiểu là nó là cái xương sống này, dọc cái xương sống này thì ở giữa giữa lưng là có chấm vàng đó. Bạch cẩu hoàng đầu thân bối nguyệt chưa, như kẻ vẽ luôn đó. Em này là con của con hổ, cũng là con của con hổ, con mẹ là một con chó bản. Em này thì gốc tai mới hơi bênh gốc tai thôi, lớn hơi nhanh. Nhưng mà tiếng chó là tuyệt vời đấy. Sao BK xem nào. 2K. Đuôi là đuôi thỏ. Rất dạn chó luôn. Đây này em thứ 10. Em thứ 10. Bạch cầu hoàng đầu thân mũi nguyệt. Ai mà thích chó phong thủy thì bắt em này. Chó thì đảm bảo, có một cái đảm bảo là chó, tất cả nó đều dạn chó. Rồi nhảy xuống đi, thấp, lớn rồi nhảy được. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống, có nhảy không? Xuống đi, ok, thấp tí mà. Rồi tiếp. Tiếp theo là một em cái. Em cái này thì một tai lên rồi. Em cái này với em đực kia là cùng một đàn. Con mẹ là con chó bản. Em cái cục tịt. Tất cả là, ở đây là tất cả là đều gần như là chúng nó đều là cục tịt. Và chúng nó là đuôi tự nhiên nhá. Như em cái này là một tai lên rồi, còn một tai thì bênh. Một tai lên rồi đó. Xem nào, há miệng đi xem nào. Lưỡi em này thì gần như đen hết. Cái vàng móng đen, móng chân này. Móng chân đen. Rồi. Em này thì nó lớn tuổi hơn bọn kia cho nên là cái mặt của nó là nó đến vào cái giai đoạn là nó phá nét rồi. Nó vào giai đoạn nó phá nét này, em này là 2,2 tháng rưỡi rồi. 3 tháng rồi. Phải 2 tháng rưỡi rồi. Em này thì to rồi đó. Cái thứ 6 này là con của con sôi. Con của con sôi với con hổ, hai con chó bản. Và con này thì nó lên một tai rồi. Con vàng móng chân đen. Cục tịt. Đứng đây. Phải rồi, đứng dậy đi. Đứng hẳn dậy để nhìn cái khung người. Một tai bênh, một tai dựng, một tai bênh. Rồi. Đứng thả lỏng ra xem nào. Sao cái lưng cong cong thế này. Không. Nhóc được. Bạch cẩu hàng đầu thì cũng đi ra kia. Để còn quay đó. Đây, để mọi người nhìn cái khung người của con chó. Đây là con cái thứ 6. Cùng đàn với lại con đực thứ 10, bạch cẩu hàng đầu. Lưỡi thì gần như đen hết đó, nhưng mọi người cho xem lưỡi vừa rồi đó. Ok. Cọc tịt. Em cái thứ 6 này thì nó to rồi. Nó đẻ trước nhưng mà để tiêm vaccine cùng một đợt. Để tiêm vaccine cùng nhau. Ok, rồi, tiếp. Rồi xuống, tất cả chúng nó đều rất là dạn chó. Úi xa. Tiếp theo, em đực thứ 11, cục tịt, cũng là một em cục tịt. Em này là em vàng móng chân đen. Em đực thứ 11, bi cà đủ, vàng cháy. Em này là con của con hổ với lại một con cái bản. Ok, xích vào đây. Móng chân đen. Con của hổ với lại một con cái bản. Con cái bản móng chân đen và ra cho con móng chân đen. Bọn này thì từ con đực thứ 10. Đây là con đực thứ 11. Và con cái thứ 6 thì nó đều là cái con chó mà nó to chó rồi. Nhưng mà tiêm vaccine muộn.
tiêm cùng với lại bọn đàn sau. Bọn này thì nó ăn nó lớn nhanh, cho nên là cái tai của nó còn chưa dựng. Này. Bây giờ là đến cái tầm này là bắt đầu là thả chơi nhiều là tai nó sẽ lên. Em đực thứ 11. Em đực 11 to lắm rồi. Chắc con này chắc phải khoảng tầm, có lẽ bây giờ là chắc có lẽ đây này, nó béo này. Nó đang béo này, là cái ngực của nó còn có thả yếm ở dưới ngực kia này. Yếm nó chảy ra này, béo, vàng móng chân đen. Đó. Để mọi người nhìn đây, nó béo này, chảy xệ luôn cả gì này. Vàng móng chân đen. Đây em được 11. Lưỡi à. À. Đốm rất là sẫm, đốm sẫm. Con của hổ. Tất cả nó đều rất dạng chó. Ok xong rồi, xuống đây. Ông bạch cầu hàng đầu ông lượn vào đây nhiều quá, đi ra. Đây Bắc Hà, rồi. Giới thiệu mọi người mấy con Bắc Hà trắng. Con đầu tiên là một con cái. Đây là Bắc Hà này là con của con bông và con lau. Rồi. Con bông thì con lau thì là con chó bản và con bông thì là con của con của hai con Bắc Hà trắng của mình, con King và con Queen. Con này thì mặt rất là đẹp. Cái số 1. Bắc Hà trắng. Đốt mắt sao được. À, người đây. Đó. Ok, quá đẹp luôn. Em này thì là trắng hoàn toàn. Rồi, tiếp, con tiếp theo. Em cái 1. Em cái 2. Rồi, cái 1 xuống đây. Nó đang nghịch, nó đang bẩn hết lông rồi. Cái thứ 2. Rồi, vẫn còn đang chơi, phe phẩy. Rồi. Cái thứ 2 cũng cùng đàn đấy nhá. Ai, không cần nói nhiều, quay để cho mọi người tự ngắm thôi. Đây là em cái thứ 2, chân bẩn hết rồi, mặt rất là xinh. Đấy. Đấy. Bắc Hà sù trắng. Rồi tiếp. Rồi, con cái xong rồi xuống dưới nào. Tiếp theo là em đực Bắc Hà, đực 1. Rồi. Bọn này thì hiếm khi là có con nào nó thiếu bi cà lắm, đều đủ cả. Bây giờ sờ thì nó hơi khó nhưng vẫn sờ được. Đực 1. Bắc Hà sù trắng, con của bông và lau. Thôi bạch cẩu hàng đầu đi ra kia. À, tuyệt vời luôn. Đó. Lông, chất lông cực kỳ dày luôn. À. Ôi xời ơi, gấu vừa thôi, đừng bắt nạt nó, đừng thấy nó béo mà bắt nạt. Nào. Ok, được 1, tiếp. Đây là được 1 này. Được 1 là được mũi đen. Đây được 2 cùng đàn. Nào, nhảy xuống á, cao lắm không được đâu. Em còn bé lắm. Ok, em xuống đây. Đây là được thứ 2. Mũi nâu. Thằng này nó đang ngủ đánh thức nó dậy. Sợ. Nên nó đang hơi phản đối, đang hơi bị không hợp tác. Bắc Hà trắng. Được 2, mũi nâu, trắng mũi nâu.
ba cái hài được chứ. Hai đực chưa? Rồi. Đực thứ hai. Khùng người, phải nói là tuyệt vời luôn. Đây. Đây để nghiêng này để cho nhìn nhá. Đúng rồi, ba con cái đàn này, ba con cái hai con đực mới chọn. Đây. Rồi, cho một con cái nốt một con cái này. Con cái thứ ba. Bắt cả hai con cái kia nữa về đây. Còn một con chạy ra tít đằng kia kìa. Đây này, em đực thứ hai này. Để quay lại ba con cái. Không, chạy đâu sổ. Không không. Đang bảo con này nó chạy đi đâu. Nó đang phi theo. Đó. Đây là em đực thứ hai. Đực một là mũi đen, đực hai mũi nâu. Dễ phân biệt. Đó. Ok, thế thằng đực xuống dưới đây. Để quay ba con cái bế thằng đực xuống. Đây, ba con cái đây. Ba con cái là vừa quay, úi dồi ôi, hai con này rồi. Mũi nâu này, mũi đen này, mũi nâu này. Con vừa quay con này rồi, con mũi đen hẳn này chưa quay. Ok. Đây con cái nhấc lên đây. Rồi. Ba con, cái bàn này hơi thấp so với chúng nó rồi. Nó phi xuống được. Ba con cái nhá. Ba con cái thì đây là con 1 này. Con 1 này. Con 2 này. Ở đây là con 3 này. Con 1 này thì khả năng là chất lông màu trắng của nó, nhưng mà trắng trắng ngà. Khả năng nó sẽ giống màu lông con bố, nó là trắng ngà chứ nó không trắng tinh. Còn con 2 và con 3 thì sẽ là con trắng tinh. Rồi, nhảy xuống đi. Ok. Đây. Còn con này chưa quay này. Cái 3 là cái mũi đen. Đây. Khung người đây. Đó. Tuyệt vời luôn. Rồi. Ok, con nhảy xuống thì nhảy xuống đi. Nhảy được. Có nhảy không? Đàn Bắc Hà trắng này là hai con đực ba con cái. Khi nó đi một cái là cái đuôi nó sẽ vảnh lên. Thằng nào bám lưng anh đấy. Đây.